Để khai thác có hiệu quả các tiềm năng thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp, tỉnh ủy Bạc Liêu đã ban hành nghị quyết chuyên đề về đẩy mạnh phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Trong đó, tỉnh tập trung phát huy các thế mạnh để phát triển công nghiệp chế biến. Ngoài hai mặt hàng thế mạnh là con tôm và lúa gạo, Bạc Liêu còn dàn nguồn lợi được khai thác từ biển và nhiều sản phẩm khác được phát triển khá mạnh ở các vùng ngọt, vùng mặn, vùng lợ gắn với các tiểu vùng sản xuất như chuyên canh rau màu, cá, tôm, cua. Nhằm khai thác, phát huy có hiệu quả và nâng cao giá trị cho mặt hàng chủ lực, Bạc Liêu sẽ tập trung đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến nông, thủy sản và muối. Theo đó, Bạc Liêu khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, cải tạo, nâng cấp và mở rộng quy mô sản xuất, xây dựng thêm các kho chứa hàng, các nhà máy chế biến nông, thủy sản xuất khẩu, tập trung thu mua, chế biến các sản phẩm hàng hóa phục vụ xuất khẩu mà tỉnh có tiềm năng như tôm, lúa gạo và các loại thủy sản khác. Chú trọng nâng cao chất lượng hàng hóa, tăng khả năng cạnh tranh các sản phẩm nông thủy sản chủ lực của tỉnh trên thị trường. Mặt khác, tỉnh sẽ tăng cường mời gọi đầu tư xây dựng các cơ sở chế biến gạo xuất khẩu chất lượng cao có quy mô lớn tại các huyện như Hồng Dân, Vĩnh Lợi, Phước Long, Hòa Bình và thị xã Giá Rai theo quy mô khép kín từ đầu tư cho sản xuất đến thu mua, chế biến, bảo quản, xuất khẩu. Đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, áp dụng quy trình, kỹ thuật sản xuất mới nhằm nâng cao giá trị, tạo ra khả năng cạnh tranh cao, nhất là các mặt hàng thế mạnh như đa dạng hóa các sản phẩm muối chất lượng cao phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Phát triển và xây dựng vùng rau sạch gắn với chế biến đóng gói đưa vào các siêu thị, cửa hàng thực phẩm trong và ngoài tỉnh.